Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12 với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần bài tập cuối chương 4 từ bài số 1 tới bài số 4 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho các em ở cái bài số 5 trở đi em nha. Ta sẽ đi sang ở bài số 5. Trong trình học thì em nhớ like, comment tích cực và được chia sẻ bài giải giúp thầy em nha. Chỉ như vậy thôi. Tại vì thầy dạy cũng hoàn toàn là miễn phí. Nên là cũng không có một cái vấn đề gì mà chúng ta phải tiếp một lượt like hay một chia sẻ hay là một comment tích cực để ủng hộ thầy, để có động lực để thầy tiếp tục hoàn thành các chương tiếp theo. Còn hai chương nữa em, chương 5 và chương 6 nữa nha. Chúng ta cũng có qua cái lại nữa em, tại vì cái đó là chúng ta hoàn toàn miễn phí mà, đúng không? Chúng ta like thì chúng ta đâu phải mất tiền nữa. Cho hàm số fx bằng x mũ 2 cộng e mũ trừ x, tìm nguyên hàm của hàm số fx trên r sao cho f của 0. Ở đây người ta cho em f của 0 là bằng 2023. Mục đích người ta cho f của 0 này để làm gì em? F của 0 bằng 2023, mục đích ở đây chúng ta sẽ đi tìm c bằng bao nhiêu này. Khi có c rồi chúng ta thấy một vô thì chúng ta sẽ đi tìm được cái nguyên hàm của cái anh fx lớn này. Ok, như vậy thì cái nguyên hàm của thằng này, thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái fx lớn này có phải bằng dấu nguyên hàm của hàm số fx dx, nghĩa là bằng nguyên hàm của hàm số x bình phương cộng y mũ trừ x dx, có đúng không? Rồi, hiểu chưa? Bây giờ thầy làm rất là chậm để chúng ta, đây là fx game nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có cái gì nè? Chúng ta sẽ có này. Ở đây cái x bình phương này thì cứ để đó. Còn cái y mũ trừ x thì chúng ta phải xử lý một xíu nha. Bằng tép. Như vậy cái fx ở đây ta có nè. Ta có ở đây là fx sẽ bằng là nguyên hàm ở đây của x bình phương cộng y mũ trừ x, nghĩa là y mũ trừ trừ 1. Thầy làm rất chậm để các em hiểu nha, chứ làm nhanh chỗ đây cái chúng ta không hiểu nữa. X ở đây thì chứng tỏ ở đây sẽ là ngọt gì? Ngọt vuông. Ở đây là dx. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta tách ra. Nguyên hàm ở đây là x bình phương dx cộng nguyên hàm của gì? E mũ trừ 1 x dx. Đó. Ở đây thầy tách ra để chúng ta áp dụng cái công thức E mũ x á. A mũ x đi. Nhưng mà ở đây fx sẽ bằng nguyên hàm của x bình phương trên dx, thì ở đây sẽ bằng là x mũ 3 trên 3. Rồi, cộng ở đây là y mũ trừ 1x, thì chúng ta sẽ ghi ở đây là chúng ta áp dụng công thức A mũ x á. Y mũ trừ 1x trên ở đây cho gì? Len của y mũ trừ 1 cộng C. Đúng chưa? Như vậy fx của chúng ta sẽ bằng x mũ 3 phần 3 ở đây chúng ta này, như này cộng ở đây trừ 1 x, thì thằng này vẫn là y mũ trừ x. Len của y mũ trừ 1 thì thằng này sẽ là cái trừ 1 này, tại vì theo cái logarit thì trừ 1 này đưa ra trước đây. Cái công thức logarit chúng ta biết rồi, cái số mũ y mũ trừ 1 chúng ta đưa ra ngoài đây. Len của e thì bằng 1, thì thằng này chính là bằng trừ 1 ở đây. Cộng đây cho C. Rồi, cùng một bước nữa là xong rồi đó. Sau đó chúng ta thế cái không vô nữa, chúng ta đi tìm C thôi. X mũ 3 trên 3. Nhân trừ đúng không? Nhân trừ đây với nhân cộng thì thành trừ ở đây. Thì thằng này vẫn là e mũ trừ x cộng cho C. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta dựa vào cái này này. Dựa vào cái này nha. Mà f của 0 thì bằng 2023, nên ta suy ra. Ta suy ra nghĩa là f của 0 thì chỗ nào có x ta thế bởi số 0, nghĩa là ở đây trở thành là ở đây là 0 mũ 3 chia cho 3. Cái đó 0 mũ 3 chia 3 trừ ở đây cho e mũ trừ 0 cộng c sẽ bằng 2023. Nó đúng là như vậy. Hiểu không? Đó.
thằng này bằng không, thằng này bằng trừ mấy, ở đây là trừ một, y mũ ngơ không, y mũ trừ không, y mũ không á sẽ bằng là gì, nghĩa là bằng trừ một cộng cho c sẽ bằng 2023. Nên từ đây chúng ta suy ra c 2023 ở đây trừ một chuyển qua trở thành cộng một sẽ bằng 2024. Vậy fx sẽ bằng là x mũ 3 trên 3 trừ y mũ trừ x cộng lên cho 2024. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu ghi từ đây này. Đó, ok chưa? Được chưa nào? Các bạn hiểu không? Ta đi sang câu B nhé. Đi sang câu B. Câu B. B đây người ta cho cái gì đây anh em? Câu B. Ở đây người ta yêu cầu em là cho hàm số gx bằng một phần trên x. X ở đây lớn không? Người ta yêu cầu em là tìm nguyên hàm gx của hàm số gx trên cái khoảng từ 0 tới dương vô cùng, sao cho g của một, đây g của một là bằng 2023. Thì cái thằng này khi mà ở cái dàn toán này á, người ta cho dụ g hoặc là f mà bằng số đó, là mục đích ở đây chúng ta cũng đi tìm c, c bằng bao nhiêu, chứ không bao giờ không nhất thiết cứ ok chỗ này phải là số 0. Người ta có thể cho số 1, số 2, âm 1 thì tùy, làm số này thì chắc chắn cái mục đích ở đây là chúng ta sẽ đi tìm c. Có c chúng ta thế ngược trở lại thì nó ra được cái nguyên hàm gx nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi ta đi tính tính nguyên hàm thôi. Như vậy nguyên hàm của gx dx sẽ bằng nguyên hàm của một phần x dx. Một cái này thì dễ quá, dễ rồi. Thì thằng này nó đã có sẵn rồi, một phần x thì nó chính là gì, len của gì, len của x cộng cho c đó. Được chưa? Mà trong khi đó cái điều kiện của ta này, ta căn cứ điều kiện này để chúng ta bỏ này, bỏ cái dấu giá tuyệt đối, tại vì chỗ này nó có dấu giá tuyệt đối này. Nếu ở chỗ này mà âm thì chúng ta phải thêm dấu trừ đằng trước cho thầy. Còn nếu tại vì ở đây là dương này nên ta bỏ ra, ta bỏ ra. Nhưng mà cái gx suy ra cái gx của chúng ta sẽ bằng là len của x cộng cho c. Ở đây ta thể mở ngoặc ra là vì x này lớn hơn không, x này lớn hơn không, được chưa? Đó, mà người ta cho em á g của một thì bằng 2023, đúng không? Nên ta có g của một thì chỗ nào có x chúng ta thế số 1 vô, nghĩa là len của một cộng c sẽ bằng 2023. Mà len của không á, thầy nói len của một thì bằng không, nên từ đây chúng ta sẽ suy ra c của chúng ta là bằng 2023. Vậy gx sẽ bằng là len x cộng cho 2023. Xong. Câu B thì nó đơn giản hơn câu A nhiều. Tại câu A nó tới hai cái đơn thức nên là chắc chắn là nó sẽ phức tạp hơn nha. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ chuyển sang ở bài số 6 em nha. Chuyển sang ở bài số 6. Ta đi sang bài số 6 em. Người ta ở đây cho một loạt cái tích phân 6 câu. Người ta yêu cầu em tính nha. Ở cái bài số 6 câu A này nó có hai cách làm. Một ạ. Cách thứ nhất, nghe nói xong thầy miễn làm cho em nha. Cách thứ nhất là chúng ta khai triển thằng này ra hàng đẳng thức có dạng là A cộng B tất cả mũ A. Sau đó chúng ta áp cái tích phân này vô để chúng ta tính, là cách 1. Thì cách đấy nó hơi dài nhưng mà nó vẫn ra. Cách thứ hai thì nó ngắn hơn nhiều em. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ coi như cả cái này là
là x, x lớn, nghĩa cả cái này là một cái x mũ 3. Các em hiểu không? Mà tích phân của tìm nguyên hàm x mũ 3 thì nó ra được là x mũ 4 trên 4. Đó. Thì coi coi cả cái ngọt này là x lớn. Đó, cái cách này thì nó dễ hiểu và nó nhanh hơn nhiều. Nhưng mà thầy cũng sẽ cố gắng làm cho em hai cách. Kệ em, cứ học chậm mà chắc còn hơn bay một phát thiệt là nhanh mà chúng ta không biết gì. Chúng ta cách 1, nếu các em không thấy được cách này thì chúng ta thấy được cái cách mà khai triển theo hình thức đó, thì chúng ta cũng làm nha. Ta có tích phân trừ cộng từ trừ 1 tới 1 của x cộng 2 mũ 3 dx sẽ bằng ở đây tích phân cộng từ trừ 1 tới 1. Thằng này có dạng là a cộng b tất cả mũ 3 thì nó ra được ở đây là a mũ 3 là x mũ 3. Cái này chúng ta thuộc vào đúng không? 3a bình phương b cộng 3ab bình phương cộng b mũ 3. Thì cái này bạn nào mà chưa biết thì vào chương trình lớp 8 thì chúng ta xem lại nha. Thì ra được là 6x bình phương cộng 12x cộng cho 8. Đúng nào? Ở đây là dx. Rồi, tới đây là chúng ta tìm nguyên hàm mà thế cộng luôn được này. Như vậy x mũ 3 thì nó ra được ở đây là x mũ 4 trên 4 đúng không? Cộng bây giờ 6. 6 thì thằng này trở thành là x mũ 3 trên mấy? Trên 3. Cộng 12 nhân ở đây cho gì? X mũ 2 trên 2, đúng chưa? Cộng lên cho 8x. Ở đây chúng ta chạy cộng từ trừ 1 tới 1. Bằng tiếp. Ở đây là x mũ 4 trên 4, nghĩa là bằng 1 phần 4 x mũ 4 này. 6 chia 3 bằng 2 x mũ 3 này. 12 chia 2 bằng 6 x bình phương này. Cộng 8x. Thay cộng lên trừ 1 tới 1. Bằng tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ thế 1 vô đây hết vô đây. Cho thầy, nó ra được ở đây là 1 phần 4. Đúng không? 1 mũ 4 nhân 1 mũ 4 thì nó cũng chính là mấy? Cũng chính là 1. Nhưng mà thôi, em cứ ghi để người ta thấy là chúng ta thế đang thế cộng số 1 vô. Đó. Rồi, ok, chúng ta trừ. Trừ ở đây chúng ta thế cộng trừ 1 cho đây. 1 phần 4 ở đây là trừ, trừ 1 mũ 4 này. Cộng 2 nhân đây cho trừ, trừ 1 mũ 3 này. Cộng 6 nhân đây cho trừ 1 mũ 2 này. Cộng 8 nhân đây cho trừ 1. Đó, ok. Và kết về ở đây. Chúng ta tính ra thì bằng 10. Trừ cho trừ 10 là bằng 20. Cái này chúng ta tự tính nha. Từ đó rồi thì chúng ta chỉ việc sử dụng cái máy tính hoặc là chúng ta tính nhẩm là điều ra. Quan trọng là cách làm và phương pháp nghe. Chứ còn tới đó mà chẳng lẽ lớp 12 mà tính cái này không được nữa thì thôi chứ làm gì em. Thôi chứ thi cử gì nữa. Đúng chưa? Rồi, thầy sẽ bày cho em ở cách 2 nha. Cách 1 là như vậy. Bây giờ em thấy cách nào hay thì chúng ta theo thôi, ta làm thôi. Và quan trọng là nó rồi, tốn là có sử dụng tư duy, sử dụng cái phương pháp để chúng ta sau này chúng ta ra đời không cũng không ai mà biểu các em tính tới ATM và tính tích phân này để lấy mật khẩu hay gì đó đâu. Mà quan trọng là chúng ta gặp tình huống ở đó, cái bộ não chúng ta nó phải suy luận, suy nghĩ để chúng ta đi tìm cách giải quyết. Nên là gọi là động não đấy. Sao câu B cách 2 chứ? Do mà nó quan cái là cái tay nó nhanh hơn não á. Rồi, thì nãy thầy nói rồi, coi cả cái này này là x lớn, cả cái này là x lớn, x mũ 3. Khi chúng ta cái ba này thầy nói rồi, làm cách 2 này dễ hơn cách 1 nhiều. Coi cái x này là x lớn, là cái ngọt này là x mũ 3 đúng không? Thì ở đây người ta đi tìm nguyên hàm thì ra được x mũ 4 trên 4. Như vậy nó ra được ở đây là gì? X cộng 2 tất cả mũ 4 trên ở đây cho gì? Trên 4. Sau đó chúng ta thế cộng ở đây là 1, ở đây trừ 1 vô, đó vậy thôi chứ có gì đâu. Cái này bằng thế số 1 vô, chỗ này cái x thế số 1 vô, 1 cộng 2 mũ 4 trên 4 ha, trừ ở đây trừ 1 cộng 2 mũ 4 trên 4 và kết quả ở đây cũng sẽ bằng 20 nha. Ok chưa? Khỏe nha. Thì cách nào hay mình làm đi chứ gì sao? Đơn giản lắm. Rồi. Chúng ta đi sang câu B. Mặc dù công việc rất nhiều, hai bộ kia thầy cũng chưa quay em, nhưng mà thầy cũng sẽ giảng chậm
chẳng thể chậm mà chắc em. Ta đi tính tích phân ở cái câu B là cộng chạy từ 1 tới 2 của 2 phần x mũ 2 dx. Được chưa nào? Cứ câu nào giải quyết gọn gàng câu đó cho nên xong, chứ không có lăng nhăng gì hết. Rồi, gặp cái dạng này thì ta xử lý. Đầu tiên ở đây có số 2 đúng không? Ta đưa ra bên ngoài. Đó, tất cả đều có công thức hết rồi mà các em. Quan trọng ta sẽ biến đổi như thế nào thôi. Đó, bằng tiếp 2 cộng chạy từ 1 tới 2, 1 trên x mũ 2 thì chúng ta sẽ đưa về là trừ trừ 2 dx. Ta nhớ là công thức là 1 trên x mũ n thì sẽ bằng là gì? X mũ trừ n. Nhóm là như vậy. Được chưa? Thì tới đây ta áp dụng công thức của lũy thừa thôi. Như vậy 2 để đó. Ở đây x mũ trừ 2 cộng 1. Thầy ghi ra luôn để em thấy nè. Một số bạn nhanh rồi thì không cần phải ghi ra như thế này đâu, mà ghi ra cái bước này luôn nè. 2 nhân ở đây cho x mũ gì? X mũ trừ 1 trên cho trừ 1 chạy cộng từ 1 tới 2. Như vậy trừ này, trừ 1 thấy không? Trừ đưa lên đây trở thành trừ 2. X mũ trừ 1 đang viết trở thành ở x ở dưới mẫu đây, chạy cộng từ trừ 1, 1 đến 2. Được chưa? Ok, bây giờ thấy chưa? Nó ra được ở đây là trừ 2 trên 2, trừ này trừ 2 trên 1. Trừ 2 trên 2 là bằng âm 1. Trừ trừ là thành cộng. Được không? Thành cộng. Trừ 2 này, cộng 1 thì cái kết quả ở đây sẽ bằng là mấy nha? Ở đây là trừ 1 cộng 2 nhé, trừ 1 cộng 2 là bằng 1. Xong. Mày hồn nhắm sai cho quốc lâm hè cái là mỏi. Các em comment loạn xạ sự ngầu hết. Thấy vậy, thầy làm đúng 100 bài không ai nói. Nhưng mà chỉ còn sai một cái bước hay là một kết quả nào đó là comment loạn xạ các em. Kinh điển lắm. Nên thầy sợ làm sai với em. Nhiều lúc không phải là thầy làm sai, mà nhiều lúc nó ngơ ngẩn thế nào á. Nhiều lúc mình làm sai mà cũng không biết mình làm sai luôn các em. Cứ vậy mà nói thôi. Nên là khổ. Khi thầy quay như cái phần này thì không có sách giải đâu gì đâu các em. Không có sách giải đâu. Làm có sách giải, tại vì khi mà thầy quay chương trình mới nhất, khi mua sách này chỉ có sách giáo khoa này thôi, chứ làm có sách giải. Không có sách giải. Nó quay ra được 1 năm rồi không có sách học tốt. Chứ hiện tại thầy quay cái clip này là thầy trên tay không có sách giải đâu. Không bao giờ có sách giải. Thầy nếu mà thầy nói láo á, thầy không phải là thầy quan, mà thầy cũng không nên làm thầy các em luôn. Thầy nói thật sự luôn. Đó. Tại vì thầy quay là những cái sách toàn là mới ra nóng hổi là thầy đã mua rồi, vừa thổi vừa dạy luôn á. Thầy nói thật sự luôn, vừa thổi vừa dạy. Nên các em yên tâm đi. Trời ơi, mà cỡ cả nếu mà có các em có thích giải á, mà các em nhìn người ta làm á, mà người ta bỏ bước á, người ta không có nói gì hết á, thì có nhiều bạn bị mất gốc hay là nhiều bạn xem cũng không hiểu đâu. Thầy nói thiệt. Được chưa? Rồi, ok. Tích phân chạy cộng từ 1 tới 4. Ở đây chúng ta phải xử lý nè. Chỗ đây thầy xử lý bên ngoài nháp một chút nha các em nha. Nhìn nè, x bình phương nhân nè. Thằng này chúng ta sẽ ghi ở đây là ngay chỗ đây là mũ 1. Thằng này là căn bậc 2 thì thằng này sẽ là gì? X mũ 2 nhân ở đây x của 1 phần 2 này. Ok, dx cái đúng không? Rồi, ở đây chúng ta nên đóng mở ngoặc lại. Như vậy x mũ 2 nhân cho 1 phần 2 thì bây giờ chúng ta cộng. Nghĩa là cái nhân 2 lũy thừa cùng cơ số. Cơ số này là cơ số x. Chúng ta lấy 2 cộng này cho 1 phần 2. 2 cộng 1 phần 2 là bằng 5 phần 2. Đó, như vậy ở đây chúng ta sẽ ghi. Thầy làm nhanh vào một bước, bước này. Thầy làm nhanh bước này nha. Chúng ta ghi cái này thôi. Cho nên nó chậm thì nó chậm quá. Cái đúng không? Như vậy thằng này ra được là x mũ 5 phần 2 này. Dx. Được chưa? Như vậy ở đây sẽ bằng tiếp. Ra được là x mũ 5 phần 2 cộng cho 1 trên cho 5 phần 2 cộng 1. Ở đây chạy cộng từ 1 tới 4 này. X mũ 5 phần 2 cộng 1. 2 nhân 1 bằng 2 cộng cho 5 ở đây là bằng 7 phần 2 đúng không? 7 phần 2 như vậy. Ở đây là x mũ 7 phần 2 trên đây cho 7 phần 2 chạy cộng từ 1 tới 4. Bằng tiếp. 1 trên 7 phần 2 thì nhân đã trở thành 2 phần 7 này.
cái đúng nè, có hiểu không? Như vậy đây sẽ ra được là x mũ 7/2. 7/2. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có 2/7. Từ từ chạy cận ra đây nè, 1, 4 nè. 7/2 ở đây sẽ là căn bậc mấy? Căn bậc 7. Có đúng không? Căn đúng nè. Ở đây là coi thử. 1. 1 thì thằng này sẽ là căn bậc 2 của 7 nhé. Căn bậc 2 của x mũ 7 nhé. Đó. Ở đây số 2 thì chỗ này chúng ta bỏ cho đây này. Bỏ cho đây không ghi nha. Chạy cần đây từ 1 tới 4. Tại vì chúng ta cần phải xử lý một xíu. Ở đây 2/7. Ở đây chúng ta viết trở thành là x nhân cho x mũ 6. Tại vì căn bậc 2 của x mũ 6 là bằng x mũ 3. Ở đây căn bậc 2 của x. Chạy cộng từ 1 tới 4. Rồi bây giờ chúng ta đã thế được rồi đó. 2/7 này đó. Bây giờ chúng ta thế này. 4 mũ 3 nhân căn bậc 2 của 4 trừ ở đây cho 1 mũ 3 nhân căn 2 của 1. Ok. Hiểu chưa? Rồi. Bấm máy tính thôi kìa. 2/7 nhân mở ngoặc 4 mũ 3 nhân lại cho 2 đúng không? Căn 2 của 4 bằng 2 trừ đi cho 1. 254/7. Để cho nó chắc. Còn nó sai một cái nữa rồi. Nó cũng mệt mỏi lắm. Ok. Chỗ này chúng ta bỏ nha, chúng ta không ghi số 2 nha. Được chưa? Rồi, chúng ta đi sang câu D. Tích phân chạy từ cộng từ trừ 0 à trừ 1 tới 0 của 2 mũ 3 x cộng 2 dx. Chúng ta gặp dạng mũ này này, chúng ta phải tách theo công thức đó chính là a mũ m cộng n thì chúng ta tách ra trở thành là a mũ m nhân cho a mũ n. Đó. Đây là công thức nhân hai lý thừa cùng cơ số mà chương trình lớp 6 ta được học rồi. Nhưng mà chúng ta tách ra thôi. Có hiểu không? Như vậy ở đây trừ 1 tới 0 thì đây ra được là 2 mũ 3x nhân ở đây cho gì? Nhân đây cho 2 mũ 2 dx. Đúng không? Đó. Ok. Rồi tiếp tục. Cái số 2 mũ 2 này này, đây giống nhân nha. 2 mũ 2 bằng 4, ta đưa số 4 này ra bên ngoài. Chúng ta sẽ biến đổi cho nhanh chứ không làm chậm á. Cái x chúng ta đưa ra bên ngoài thì bên trong này sẽ là 2 mũ 3. Ở đây là x dx. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta áp dụng công thức tích phân lấy nguyên hàm của a mũ x này. Hiểu chưa? Như vậy đây là số 4 để đó. A mũ x thì thằng này vẫn là a mũ x theo công thức của chúng ta. Len ở đây của 2 mũ mấy? 2 mũ 3. Cộng chạy từ âm 1 tới 0. Bằng tiếp 4. Thằng này vẫn là 2 mũ 3x. Trên cái số 3 này chúng ta đưa ra bên ngoài. 3 len gì? 3 len 2 cộng chạy từ 0 cho tới ở đây là 0 và dưới đây là âm 1. Bằng tiếp. Có hiểu không? Hiểu nè. Như vậy thì thằng này nó sẽ ra được là 4 3 len của 2 nhân 2 2 mũ mấy? 2 mũ 3x trừ 1 tới 0. Rồi, bây giờ thế này. Chỗ này có ít thế không? 4 3 len 2. Ở đây là 2 3 nhân 0 trừ 2 3 nhân cho âm 1 ở đây. Như vậy nó ra được ở đây là 4 3 len 2. Thằng này là 2 mũ 0, 2 mũ 0 thì bằng 1. Đúng không? Trừ 2 mũ 3 nhân cho âm âm 1, 3 âm 1 bằng âm 3. Chứng tỏ là âm 3 thì 2 mũ âm 3 thì bằng 1 phần mấy? 2 3 1 phần 8. Đúng 8. Như vậy 1 trừ cho 1 phần 8. Cái đúng nào? 1 trừ cho 1 phần 8 3 lên 2 8 trừ 1 bằng 7/8.
4 với 8 này là dưới đây còn 2, ở dưới ở thằng này hết. Như vậy ở trên nó còn là 7, ở dưới là 2 nhân 3 là bằng 6 lên 2. Xong. Ta sang câu D. Ngay chỗ đây là dấu nhân em nha. Ngay đây dấu nhân. Còn ngay đây chúng ta bỏ chỗ đây này, cả hai vị trí đó. Được không? Rồi, ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo. Ta sang câu E em. Người ta yêu cầu em tính tích phân từ 0 tới 2. Ở đây là 2 mũ x cộng ở đây thì chúng ta tách ra thôi. 2 mũ x nhân ở đây cho 3 x cộng 1, chúng ta tách cái thằng này này. Ta xử lý cái này này. Có hiểu chưa nào? Như vậy đây sẽ bằng là tích phân chạy cộng từ 0 tới 2. Nhìn vào cái dạng toán ta phải xử lý, ở đây là 3 mũ x nhân ở đây cho 3 mũ 1 nè, nhân đây cho dx, đúng chưa? Đó. Thì đây chúng ta đóng những ngoặc ở đây sẽ bằng tiếp tích phân chạy từ cộng từ 0 tới 2. Ở số 3 này ta đưa ra bên ngoài này luôn. 2 mũ x nhân 3 mũ x thì chúng ta lồng vô. 2 nhân 3 tất cả mũ x, chúng ta đã có công thức về phần lý thừa phần này rồi. 3 0 2 2 x 3 ở đây là 6 mũ x dx rồi, ok. Tới đây ta lấy nguyên hàm được rồi này. Bằng 3 nhân ở đây cho nguyên hàm là 6 mũ x thì nó là 6 mũ x len của máy. Len của 6 cộng chạy từ 0 tới 2. Ok. Rồi. Sẽ bằng tiếp, ở đây 3 trên cho len của 6. Ở đây nhân cho 6 mũ x chạy cộng từ 0 tới 2. Bằng tiếp, 3 len của 6. Ở đây 6 mũ x là 6 mũ 2 trừ ở đây cho 6 mũ mấy? Trừ 6 mũ 0. 6 mũ 2 là bằng mấy? 6 mũ 2 là bằng 36 trừ đi cho 1 là bằng 35. Đúng không? 35 mà nhân cho 3 là bằng 105 phần len của 6. Xong. Đấy, đơn giản vậy thôi. Hiểu chưa? Rồi. Như vậy câu G. Ở đây người ta yêu cầu các em tích phân chạy từ cận từ 0 tới 1. Không? Của 7 mũ x trên 11 mũ x dx thì anh chúng ta lòng vô thôi. Tại vì nó có cùng mũ em ta nhớ cái công thức là x x mũ a trên cái gì em? Y mũ a đi thì chúng ta lòng vô trở thành là x trên y tất cả mũ a này. Cái này chúng ta có công thức ở chương trình lập 6 rồi. Hiểu không? Như vậy ở đây nó ra được ở đây là tích phân chạy từ cộng từ 0 tới 1, ở đây là 7 phần 11 mũ x dx. Rồi bây giờ áp dụng cái công thức a mũ x đó, lấy nguyên hàm thôi nè. Như vậy ở đây nó ra được là 7 phần 11 mũ x trên cho ở đây len của 7 phần 11 từ 0 tới 1, được không? Đó, ok. Như vậy bây giờ chúng ta thế xuống cho thôi. Như vậy nó sẽ ra được cái thằng này là bên ngoài là nó ra được là 1 trên cho len của 7 phần 11 để đó. Thằng này là 7 phần 11 mũ x này. Cộng nó sẽ chạy từ 0 tới 1. Sẽ thế cho này, 1 trên cho len của 7 phần 11. Ở đây là 7 phần 11 mũ 1 trừ cho 7 phần 11 mũ 0. Đó. Được chưa? 1 trên cho len của 7 phần 11. Thằng này là 7 phần 11 trừ đi cho 1. Thì thằng này sẽ bằng là 1 trên cho len của 7 phần 11. Thằng này nhân lên. 11 7 ở đây là trừ 4 phần 11. Đúng không? Như vậy đây sẽ bằng là âm 4 trên cho 11 nhân cho len của 7 phần 11. Xong. Đó, nằm gọn trong màn hình luôn. Thôi chắc clip này chỉ 2 bài thôi chứ đâu có làm bài kia được. Nó bay lên tới 3 mấy phút. Vâng. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha.
Trong link sau thầy sẽ quay cho em bắt đầu từ bài số 7, tại mình dài quá em, dài quá. Chúc em học tốt nha, bye bye, ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.